Khi được hỏi về Lavender Ba Trang, loạt sao hạng A nói gì? Lavender Ba Trang rất là chiều khách luôn, đưa đi rồi lại đón về. Nói chung là rất là có tâm nên là một cái nơi là Trinh rất là ưng luôn á. Phải công nhận là Lavender Ba Trang là một địa chỉ làm đẹp siêu xịn sò luôn, rất là chuẩn luxury spa. Toàn bộ nội thất đều rất là tinh tế, một cái ghế ngồi thôi cũng cảm thấy được trân trọng và được nâng niu. Điều này chứng tỏ Boss ở đây rất tinh tế, rất chịu chơi và chịu chi. Hệ thống máy móc thì vô cùng hiện đại và được update từng ngày từng giờ. Wow, tôi nghe nói rằng là toàn bộ máy móc được nhập từ các siêu cường quốc để làm đẹp, đó là Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Cái thứ nhất là một cái người làm doanh nghiệp thì My luôn luôn quan trọng cái yếu tố là tiết kiệm tiền. Tại sao lại tiết kiệm tiền? Mặc dù là cái dịch vụ các bạn thấy là cái giá tiền nó không phải là thấp. Tiết kiệm tiền ở đây có nghĩa rằng là khi mà bạn làm nó có hiệu quả tốt và bạn sẽ không phải đi làm lại nhiều lần. Cái thứ hai là tiết kiệm thời gian. Khi mà My làm xong thì thường là chẳng hạn ví dụ như My làm cho làn da của My thì nó có độ bóng, độ căng và được chăm sóc rất là kỹ, cho nên là tiết kiệm được cả thời gian nữa. Cái thứ ba mà My rất là thích, bởi vì là một người khó tính, My luôn đặt rất là nhiều những cái câu hỏi thì các chuyên gia, các bác sĩ ở đây luôn luôn trả lời hỏi đáp rất là tận tình và chi tiết và rất là chuyên môn, và đấy là ba yếu tố mà My chọn Lavender Ba Trang. Từ vóc dáng đến làn da thì chỉ tin tưởng trân trọng cho Lavender Ba Trang thôi. Điều mà khiến Thi hài lòng nhất đó là ở Lavender Ba Trang có một cô chủ cực kỳ nhiệt tình và thân thiện, lúc nào cũng dành nhiệt huyết để tư vấn cho khách hàng, và từ đó Thi đã trở thành một khách hàng thân thiết và trở thành người bạn rất là thân của cô ấy luôn rồi.